Hiện nay, tại huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông, ngành giáo dục đang tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thế nhưng do khó khăn về kinh tế nên rất nhiều gia đình học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào thiểu số không có điều kiện mua thiết bị phục vụ học trực tuyến. Gần một tháng nay, hai anh em Phan Anh Tình và Phan Anh Nghĩa ở xã Nhân Đạo, huyện Đắk Rơ Lấp phải sử dụng chung một chiếc điện thoại thông minh để học trực tuyến. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên gia đình không có điều kiện mua thiết bị và lắp đặt Internet phục vụ học tập cho hai anh em. Vì vậy, việc học của Tình và Nghĩa rất vất vả, đường truyền lỗi, mất tương tác là chuyện xảy ra liên tục trong tiết học. Mạng lúc chập chờn nên hay bị văng ra. Còn hai anh em con thì học chung một máy nên khi lúc nhìn thì có hơi khó nhìn. Những ngày nhà trường tổ chức học trực tuyến, chị Nguyễn Thị Lên ở thôn 6 xã Nhân Đạo rất ái ngại về điều kiện học tập của các con. Nhà có 5 cháu đang tuổi đến trường nhưng hoàn cảnh quá khó khăn. Chị cố gắng xoay sở để 4 cháu lớn tiếp cận học trực tuyến. Còn cháu nhỏ nhất năm nay học lớp 4, không có máy tham gia học. Dù thương con, nhưng chị Lên không còn cách nào khác. Thì họ thấy nó nghỉ được một tuần rồi mà chưa thấy có máy học, thì người ta mới bảo chứ đi ra, người ta cho mượn máy điện thoại để mà học ở ngoài nhân cơ ấy. Thì là cứ một tuần thì đưa cháu, nhớ cháu quá thì thứ bảy thì đón cháu về. Trường Trung học cơ sở huyện Khuyến có 344 học sinh, hiện có 70% học sinh tiếp cận học trực tuyến. Thế nhưng trên thực tế, do hệ thống đường truyền kết nối kém, phụ huynh không có điều kiện trang bị phương tiện cho các em, nên hầu hết học sinh học tập trung theo nhóm, 2 đến 3 em học chung một thiết bị. Gần như là 80-90% là các em nhà không có máy tính đâu, nên là phải học qua điện thoại. Thì rõ ràng cái chữ, cái màn hình để các em theo dõi là nó cũng khó khăn. Năm học 2021-2022, toàn huyện Đắk Rơ Lấp có hơn 16.000 học sinh thuộc hai bậc học, tiểu học và trung học cơ sở. Qua khảo sát, hiện có hơn 500 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện trang bị phương tiện học trực tuyến.